Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức kinh tế đời sống đáng chú ý khác. Theo Bộ Công Thương, 6 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành đã tăng ở mức cao trên 7% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều chỉ báo khác cũng cho thấy đà phục hồi tích cực từ hoạt động của các doanh nghiệp. Sau giai đoạn gặp khó vì đứt gãy chuỗi cung ứng, hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp này đã sôi động trở lại trong thời gian gần đây. Hoạt động sản xuất thậm chí không đáp ứng đủ đơn hàng đến từ cả thị trường trong nước và nước ngoài. So với cả các năm dịch thì năm nay là một cái năm mà bắt đầu phục hồi rất mạnh. Thế riêng cái ngành của tôi là không có hàng để bán. Rất nhiều những khách hàng đến tìm và trao đổi về cái vấn đề hợp tác, đặt vấn đề đơn hàng dài lâu. Cho nên chúng tôi chỉ tập trung nhiều vào cái phát triển nguyên liệu thật nhiều. Theo Bộ Công Thương, sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục khởi sắc với chỉ số sản xuất công nghiệp IRP toàn ngành ước tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Công nghiệp phục hồi nhờ đóng góp lớn của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng ở 55 trên 63 địa phương. Nhiều chuyên gia cho rằng điều này phản ánh tín hiệu phục hồi tích cực từ các doanh nghiệp sản xuất. Sản xuất tăng trưởng thì khu vực doanh nghiệp cũng sẽ được tốt hơn và cái số lượng doanh nghiệp sẽ quay trở lại hoạt động tốt hơn. Và một điều nữa là có thể là doanh nghiệp cũng đã được phát các cái chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp cũng đã được phát huy, thì là đã hỗ trợ doanh nghiệp có thể phục hồi việc sản xuất kinh doanh của mình. Chúng ta nhìn vào con số mà thu nội địa của các doanh nghiệp thì nó sẽ tăng lên rất là nhanh trong khi chúng ta đang thực hiện giảm VAT. Thì để cho thấy rằng là đấy là cái hoạt động của doanh nghiệp cũng đang trở nên sôi động hơn và thực sự nó đang có đóng góp vào cho nền kinh tế. Cũng theo Bộ Công Thương, các thị trường xuất khẩu cơ bản có sự phục hồi tốt và đạt mức tăng trưởng cao trong 5 tháng đầu năm nay. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường trong nước đã được khôi phục và tăng trưởng mạnh mẽ, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành trong 6 tháng đầu năm tăng 8%. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để khu vực sản xuất có cơ hội tiếp tục đà phục hồi trong 6 tháng cuối năm.